Trời hái hoa bắt bướm. Tiểu thư Min và tiểu thư Mây. Hai chị em đi chơi nào, đi thôi, đi thẳng, đi thôi. Đi nào, mình kìa kìa. Ui, con chim này, con chim, chim kêu à. Này, em Mây đang hái hoa này, hái hoa cay lên tóc nha. Mây ơi. Dạ chứ. Rồi, đi nào, đi thôi. Đi thôi, mình cùng đi hái hoa bắt bướm, đi thôi. Ok. Đi cẩn thận nha, hai chị em đi cẩn thận nha. Ôi giời ơi. Con chim kêu kinh quá nhỉ. Ồ ồ luôn hả? Ôi con bướm này. Đi thôi, đi thẳng nào. Mình đi thẳng đi con, đi thẳng xem nào. Rồi, bảo vệ em mày nha. Ôi con bướm kìa mọi người ơi. Con bướm kìa. Rồi đi cẩn thận nguy hiểm nha. Mình đi thẳng lên trên xong mình lại đi quay nha. Đi thôi, đi thôi, đi đi con. Đi thôi em ơi. Cẩn thận mà ngã nha. Mây dạ chưa? Dạ to lên à. Thôi. Ok. Wow. Chúng ta gặp một rừng hoa. Wow, lắm hoa quá nè. Đẹp quá nhỉ. Ôi, cẩn thận, hai con đừng hái nha, hái hoa. Thôi, đừng điều đây, ngã đấy con ạ. Tí mình xuống suối cho mình chơi nha. Tí nữa, đứng barbecue xong là cả nhà mình sẽ xuống suối, lội suối nha. Ok. Ở khu này là khu bãi barbecue ở chỗ mình nhá. Thường là vào các ngày cuối tuần thì người ta sẽ xuống đây và dựng lều, rồi tập trung nướng thịt, rồi thư giãn. Ở dưới này, ở chỗ dưới này này mọi người. Cái hàng cầy này là sông suối. Rồi đi đi, rồi đi đi. Người đang nướng thịt này. Đó, bãi lều người ta này, rất là đông nha mọi người. Đâu. Màn xiên vịt có 102 của tiến sĩ Hải. Chuyên nghiên cứu lò vịt mà không thành công. Nghiên cứu cả buổi mà. Không được, phải quên, quên. Đó. Thịt rất là chất luôn này. Đó, đây là món yakitori nha mọi người. Mũ công. Chùm chùm nấm yoki. Mọi người ai thích ăn nấm thì cứ liên lạc anh Công nhá. Đó, hiện tại là gần nướng gần xong với mọi người nha. Tại là đang chuyển cái con vịt này mà hơi khó khăn. Nướng lên màu vàng rất là đẹp rồi này. Bên dưới là khoai tây nướng. Đấy là anh Phú nha. Anh Phú là chuyên cá nha mọi người nhá. Phú là chuyên cá. Thánh cá, thánh nấm, thánh lò nướng vịt, thánh vẽ. Đấy hả? Đây là phút chấm hả? Hay là phút dưới là ăn gì đấy? Phút vô mà, vô. Bên này là thịt ướp. Thịt ướp sống kiểu Việt Nam. Nhiều nữa là 3 đấy. Đây là anh chủ nè. Anh chủ đang đập đập ấy. Năm sau xem lại buồn cười dữ lắm này. Bye bye nào. Ôi dồi. Sướng lắm. Một mình một xe. Quá chất luôn. Đây này quên anh. Trời ơi xinh này quá. Còn bố cũ giống bố cũ quá trời. Con gái lúc nào cũng giống bố nhỉ. Xin chào nhỉ. Không giống mày thế nào. Xin chào nhỉ. Tóc để được con trai không?
bạn mình sẽ xuống lội suối nhá. Rồi con đi rồi. Để ấp bài nhá. Đó, bọn nó lội kìa. Anh nhớ cái có gì đầm bên trong có gì nhá. Anh đi nó mà ấp nhá. Đây, xuống bắt ốc với bạn Nhật nhá. Bạn Nhật cho bảo của con đó. Lạnh không? Lạnh không? Đó, suối nha mọi người. Đấy có Nhật. Rồi, mời đi, mời đi đi. Hai chị em lội đi, hai chị em lội đi. Wow. Lội ra ngoài. Rồi con đi đi, con đi ra ngoài kia, đi lên mấy người. Hai chị em dắt tay nhau đi. Đừng có lộn gọc nha. Ôi mấy con này ra hết rồi. Con đem quần áo này. Có. Đó. Ôi. Ôi. Ôi giời. Đắp cát đi, hai chị em đắp cát đi. Đắp cát này. Đắp cát, đắp cát. Đắp núi, đắp núi, đắp núi. Nhớ à, có ấp bay mà. Ừ, đắp cát nha. Mày luôn ơi. Thấu tế mày đâu khoái càng sâu càng khoái. Hai chị em thấy nhau này, hai chị em thấy nhau này. Cẩn thận con. Ôi, không sao không sao. Làm vào chú ý thôi. Thank you.